Người đến tuổi 60 cứ ăn 3 món này sẽ sống rất thọ cả đời, không lo bệnh tật ghé thăm. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi về già, mọi chức năng trong cơ thể chúng ta thường sẽ bị suy giảm. Nếu chúng ta ăn nhiều thực phẩm nhưng lại không chọn lọc, có thể sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và các chức năng của cơ thể. Đôi khi cũng vì ăn không đúng món có thể làm cho chúng ta giảm thọ hoặc là gây ra các bệnh như ung thư. Vậy chúng ta cần ăn những món gì để cơ thể khỏe mạnh, khỏi lo bệnh tật ghé thăm? Ngay sau đây xin đề cập tới những món ăn tốt cho tuổi xế chiều. Cứ hễ ăn 3 món này thì sống rất thọ, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Người đến tuổi 60 cứ ăn 3 món này sẽ sống rất thọ, cả đời khỏi lo bệnh tật ghé thăm. Trước tiên mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bà Hà sau đây. Bà Hà năm nay đã 70 tuổi, bà có thói quen ăn khoai lang và đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và đóng góp lớn vào sức khỏe tốt của bà. Khoai là một phần quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của bà Hà. Bà chế biến khoai theo nhiều cách khác nhau như là khoai nướng, khoai xào, khoai chiên hay là nấu súp khoai. Đối với bà thì khoai không chỉ là một loại thực phẩm ngon mà còn là một phần của ký ức về tuổi thơ và sự yêu thích của bà. Một trong những lý do mà bà Hà yêu thích ăn khoai vì chúng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Khoai là nguồn cung cấp vitamin C, kali và chất xơ. Chúng giúp duy trì huyết áp ổn định, cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp tiêu hóa tốt. Bà Hà không chỉ ăn khoai để thỏa mãn khẩu vị mà còn để tận hưởng lợi ích cho sức khỏe. Thói quen này đã giúp bà Hà có một sơ đồ ăn cân đối và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của cơ thể. Trong giai đoạn tuổi già, bà có đủ năng lượng để tham gia hoạt động hàng ngày và duy trì một lối sống khỏe mạnh. Vậy nên mặc dù đã 70 tuổi nhưng trong bà vẫn khỏe khoắn, da dẻ hồng hào và bà còn tự làm cho mình một khu vườn nhỏ trồng các loại rau. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta thường bỏ qua các món ăn quen thuộc mà lại rất dễ tìm, đôi khi đó lại là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và các bộ phận của cơ thể, giúp chúng ta sống thọ, sống khỏe hơn. Vậy đó là những món ăn nào? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếp quý vị nhé! Thực phẩm thứ nhất là lạc. Quý vị thân mến, lạc không chỉ là một thực phẩm ngon miệng mà còn đem lại nhiều lợi ích vô cùng quý báu cho sức khỏe. Được biết đến với giàu chất đạm, chất béo và chất xơ, lạc không chỉ là một món ăn ngon mà còn là nguồn dinh dưỡng quý báu cho cơ thể đấy ạ. Mặc dù lạc chứa một lượng chất béo khá đáng kể, nhưng đáng chú ý rằng hầu hết chất béo trong chúng thuộc loại chất béo tốt. Loại chất béo này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch và giúp giảm mức cholesterol trong máu. Điều này làm cho đậu phộng trở thành một phần quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh. Ngoài ra, đậu phộng hay là lạc còn chứa magie, một khoáng chất thiết yếu cho sự hoạt động của cơ bắp và nhiều chức năng khác của cơ thể. Magie cùng với FODMAP, một loại axit amin giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và duy trì sự phát triển và sửa chữa các tế bào. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu những điều kỳ diệu mà lạc đem lại cho quý vị nhé! Thứ nhất, giảm nguy cơ bệnh ca. Chất chống oxy hóa là một thành phần quan trọng trong lạc và chúng ta không thể bỏ qua vai trò quý báu của chúng trong việc bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong lạc giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi các tác nhân gây hại. Điều này đồng nghĩa với việc là thường xuyên tiêu thụ lạc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày và giảm nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư nguy hiểm này. Vậy nên hãy cân nhắc thêm lạc vào chế độ ăn hàng ngày của quý vị như là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe quý vị nhé. Hãy tận dụng khả năng chất chống oxy hóa của lạc để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ liên quan tới ung thư và thúc đẩy sự phát triển của tế bào khỏe mạnh. Điều này là một cách tự nhiên và ngon miệng để đảm bảo rằng chúng ta đang chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Thứ hai là tăng cường sức khỏe tim mạch. Lạc thực sự là một kho báu dinh dưỡng cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng đấy ạ. Trong thành phần của lạc thì chúng ta tìm thấy một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng. Mỗi thành phần đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch. Đầu tiên, chất béo không no, đơn trong lạc là một điểm mạnh cho sức khỏe tim mạch.
Chất béo này có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu trong máu và cải thiện lưu thông máu, giúp tránh được sự tích tụ của mảng bám trên thành động mạch. Vitamin E, một chất dinh dưỡng mà lạc cung cấp, là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào tim mạch khỏi sự tổn thương do các gốc tự do. Nó giúp duy trì tính linh hoạt của mang tế bào và ổn định áp lực máu. Folate, một thành phần khác trong lạc, đã được liên kết với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nó có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào, bao gồm cả tế bào trong mạch máu và tế bào cơ tim, giúp duy trì sự hoạt động hiệu quả của hệ tim mạch. Không chỉ vậy, protein trong lạc là một phần cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ tim và cơ bắp, đồng thời giúp kiểm soát cảm giác đói và duy trì sự cân đối trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, việc tiêu thụ lạc cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch, vì lạc giúp tạo cảm giác no lâu hơn và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Thứ ba, giúp phòng ngừa sỏi thận. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng chất chống oxy hóa trong lạc giúp giảm nguy cơ bị sỏi thận lên tới 25% nếu chúng ta thường xuyên ăn lạc. Ngoài ra, lạc có thể giúp giảm nguy cơ sỏi mật, một vấn đề khá phổ biến và đau đớn. Tuy nhiên, nhớ rằng là mọi thứ nên được tiêu thụ một cách cân nhắc, dù lạc có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc ăn quá mức có thể gây ra tăng cân đấy quý vị ạ. Vì vậy, hãy duy trì một khẩu phần ăn cân đối và đa dạng để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cơ thể quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó, lạc còn được mệnh danh là quả trường thọ vì trong lạc có chứa đến 26% protein, gấp đôi so với lúa mì và dễ được cơ thể hấp thụ. Hàm lượng chất béo của lạc đạt tới 40%, trong đó axit béo không bão hòa chiếm trên 80% giá trị dinh dưỡng của lạc, cao hơn lương thực. Có thể sánh ngang với trứng gà, sữa, các loại thịt nếu thường xuyên ăn có thể phát huy được tác dụng chống ung thư. Ngoài ra, trong 100g lạc còn có chứa 8,48mg kẽm có thể tăng cường chức năng miễn dịch, trì hoãn lão hóa. Vậy nên ăn lạc như thế nào mới phát huy hoàn hảo lợi ích to lớn đó? Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy lạc tươi là tốt nhất để cả vỏ luộc lên. Ăn lạc sau khi nấu chín không những dễ tiêu hóa hấp thụ mà còn có thể lợi dụng được cái tác dụng bảo vệ sức khỏe của vỏ lụa và vỏ ngoài của lạc. Vỏ lạc có thể ức chế protein tan chảy, giúp thúc đẩy tạo ra tiểu cầu, tăng cường chức năng thu co của huyết quản, mao mạch, giúp chữa trị bệnh về giảm tiểu cầu và ngăn ngừa xuất huyết. Vỏ ngoài của lạc có tác dụng giảm huyết áp, điều chỉnh cholesterol, testosterone. Và các sách y học thời cổ cho rằng lạc bổ trung ích khí, luộc với nước muối lên ăn sẽ giúp dưỡng phổi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể phối hợp lạc với táo đỏ khô. Khi kết hợp lạc với táo đỏ thì có thể bổ tỳ ích máu, giúp cầm máu nhanh chóng. Thực phẩm thứ hai, khoai lang. Thưa quý vị, khoai lang, loại củ này có thể rất là quen thuộc với chúng ta. Khi mà nhắc đến loại củ này thì chúng ta không thể không phủ nhận những công dụng tuyệt vời của nó. Với sức khỏe thì khoai lang rất giàu tinh bột, chất xơ thực vật, caroten, vitamin A, B, C, E và hơn 10 nguyên tố vi lượng như là kali, sắt, đồng, selen, canxi và axit linoleic là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng nhận định là tốt cho sức khỏe và có giá trị dinh dưỡng cân bằng nhất. Khoai lang ngoài có giá trị dinh dưỡng rất cao còn có những tác dụng mà chúng ta không thể ngờ tới đấy ạ. Đầu tiên là duy trì độ pH trong cơ thể, đẩy lùi lão hóa. Các thực phẩm như là thịt, trứng, sữa mà chúng ta hấp thụ hàng ngày đa phần là thực phẩm có tính axit, mà khoai lang lại là thực phẩm có tính kiềm, có hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra có thể thúc đẩy tiêu hóa, còn có thể trung hòa axit tích tụ quá nhiều trong cơ thể và duy trì độ pH. Vitamin C trong khoai lang có tác dụng chống lão hóa tế bào, giúp da dày, nhẵn nhụi, đẩy lùi lão hóa. Thứ hai là phòng ngừa bệnh mãn tính. Thưa quý vị, khoai lang rất giàu chất xơ thực vật, có thể giảm cholesterol, tăng sự tổng hợp axit mật, phòng ngừa bệnh tim. Khoai lang cũng chứa collagen và polysaccharide hỗ trợ rất tốt cho việc phòng ngừa xơ vữa động mạch và duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Ngoài ra còn có thể phòng ngừa xảy ra bệnh tật về mô liên kết trong gan và thận. Kali trong khoai lang có tác dụng hỗ trợ bài tiết insulin bình thường và ổn định đường huyết. Thứ ba là phòng ngừa các bệnh ung thư.
Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Nhật Bản phát hiện thì hiệu quả ức chế ung thư của khoai lang có thể cao tới 98,7%. Ngoài ra thì khoai lang còn có thể đẩy lùi sự lão hóa của tế bào. Không ít nghiên cứu đã chứng minh những người mắc bệnh tiểu đường, ung thư, huyết áp cao và bệnh tim đều có chỉ số DHEA tương đối thấp. Khoai lang còn có tác dụng kiện tỳ, ích khí, giải độc, thanh nhiệt, tăng khả năng miễn dịch. Carotene và lysine trong khoai lang cũng có tác dụng chống ung thư. Ngoài chống ung thư thì ăn khoai lang còn có thể làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào, từ đó đạt được hiệu quả giảm cân. Khoai lang vốn dĩ đã tốt rồi nhưng mà chế biến chúng như thế nào cũng cực kỳ quan trọng. Cách chế biến sẽ quyết định lượng dinh dưỡng được đưa vào cơ thể. Tuy nhiên không nên luộc khoai lang vì dinh dưỡng sẽ bị mất đi trong nước, không có lợi cho việc phòng chống ung thư. Tốt nhất là nên hấp hoặc là nướng chín quý vị nhé. Thực phẩm thứ ba là quả dâu tằm. Quả dâu tằm cũng không quá khó tìm. Chúng ta có thể trồng ngay cạnh nhà hoặc là vườn. Đây là loại quả không chỉ có vị chua ngọt, ăn khá ngon, mà trong quả cũng có nhiều thành phần dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như là đường, protein, axit hữu cơ, vitamin B, vitamin C, carotene, chất chống oxy hóa, chất xơ. Theo đông y, quả dâu chín còn được gọi với cái tên là tan thầm, có vị ngọt, tính mát. Nói đến tác dụng của loại quả này mang lại thì chúng ta có thể kể đến như: một là hỗ trợ tiêu hóa, nhờ có chứa lượng lớn chất xơ, quả dâu tằm giúp cải thiện các vấn đề về đường ruột như là táo bón, đau quặn bụng và đầy bụng. Đồng thời khi mà ăn quả dâu tằm thì cũng giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động một cách tốt hơn. Hai là giúp tim khỏe mạnh. Một hoạt chất chống oxy hóa có trong dâu tằm. Hoạt chất này giúp làm tăng sản xuất axit nitrit, làm giãn mạch máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, sử dụng trái dâu tằm đều là một trong những biện pháp tốt để giảm mức cholesterol trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa vấn đề về tim mạch. Ba là làm chậm quá trình lão hóa. Các hoạt chất chống oxy hóa chứa trong quả dâu tằm như là vitamin A, E, C và các thành phần carotenoid như C-sarkin, lutein, alpha-carotene. Các chất này có tác dụng giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các gốc tự do, từ đó giúp da tóc luôn khỏe mạnh và căng mịn. Ngoài ra thì chúng còn chứa chất giúp bảo vệ da khỏi các tia UV có hại, phòng chống ung thư. Các hợp chất như là olipenolit vitamin A có trong loại quả tự nhiên này có công dụng chống lại hoạt động gốc tự do có hại đối với tế bào khỏe mạnh, từ đó giúp ngăn ngừa, kiểm soát và đẩy lùi các tế bào ung thư, có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư như là ung thư đại tràng, ung thư da, ung thư tuyến giáp và ung thư tuyến tiền liệt. Năm là xây dựng mô xương chắc khỏe. Thưa quý vị, khi về già thì xương chúng ta không còn chắc khỏe nữa, sẽ rất dễ xảy ra gãy xương hay là lệch khớp. Còn trong dâu tằm có chứa hàm lượng vitamin K, canxi và sắt. Đây là những thành phần dinh dưỡng để duy trì và xây dựng các mô xương chắc khỏe. Các chất dinh dưỡng này giúp xương hạn chế các dấu hiệu thoái hóa xương, ngăn ngừa những rối loạn của xương như là loãng xương, viêm khớp. 6 là hạ đường huyết. Thưa quý vị, người bị tiểu đường cũng có thể suy giảm khi mà ăn quả dâu tằm. Trái dâu tằm chứa hợp chất có khả năng ức chế một loại enzyme phá vỡ những carbohydrate. Do vậy, loại quả này có lợi cho quá trình chống lại bệnh đái tháo đường do làm chậm sự tăng lượng đường trong máu sau khi ăn. Và quả dâu tằm có thể ăn khi quả còn tươi, nấu siro, làm mứt hay là ngâm rượu đều được quý vị nhé. Trên đây là 3 món ăn chúng ta cần ăn để có thể cải thiện sức khỏe cũng như là ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm quý vị nhé. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi thì quý vị sẽ có được những lựa chọn đúng đắn nhất cho đời sống tuổi già của chính mình. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh và bình an. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.